Xin kính chào các bậc phụ huynh. Cô Hạnh xin chào tất cả các con. Các bậc phụ huynh và các con thân mến, trong video ngày hôm nay, tôi lại tiếp tục đồng hành với các bậc phụ huynh trong hoạt động khám phá khoa học, trò chuyện về một số cây lương thực. Để thực hiện tốt hoạt động này, các bậc phụ huynh có thể sưu tầm một số loại cây lương thực ở trên mạng, hoặc các bậc phụ huynh có thể cho các con quan sát các cây lương thực sẵn có ở xung quanh nhà các bậc phụ huynh. Tiếp theo, các bậc phụ huynh có thể chuẩn bị cho các con một số sản phẩm của cây lương thực như gạo, ngô, khoai, sắn hoặc một số loại cây lương thực khác. Và để vào hoạt động, các bậc phụ huynh sẽ cho các con nghe bài hát Em đi giữa biển vàng. Em đi giữa biển vàng, nghe mênh mang trên đồng lúa hát, hương lúa chín thoang thoảng bay làm lung lay hàng cột điện, làm sao động cả rặng cây. Xong bài hát, các bậc phụ huynh hãy hỏi các con có biết trong bài hát có nhắc đến cái gì không? Nếu như các con trả lời được, các phụ huynh hãy khen ngợi các con nhé. Còn nếu như các con không trả lời được, các bậc phụ huynh hãy giới thiệu cho các con đó là cây lúa đấy. Sau đó, các bậc phụ huynh hãy cho các con quan sát và đàm thoại về cây lúa nhé. Phụ huynh hãy cho con kể về đặc điểm và lợi ích của cây lúa mà các con biết. Nếu các con còn phần nào chưa kể được, các bậc phụ huynh có thể giúp các con. Cây lúa thì có lá lúa này. Lá lúa có màu xanh, nhỏ, dài. Còn đây là thân cây lúa. Và đây là rễ cây lúa. Rễ cây lúa có tác dụng hút chất dinh dưỡng để nuôi cây. Còn đây là hạt lúa. Cây lúa được trồng để lấy thóc, và thóc sau khi xay sát sẽ thu được gạo làm lương thực cho con người và động vật đấy. Tiếp theo, phụ huynh cho kể về một số món ăn được làm từ gạo. Nếu các con chưa trả lời được, các bậc phụ huynh có thể nhắc các con. Từ hạt gạo, con người có thể làm ra một số món ăn như cơm, cháo, các món xôi, bánh chưng, bánh dày. Phụ huynh có thể hỏi, bánh chưng và bánh dày thường có trong ngày gì? Đó là trong ngày Tết cổ truyền đấy. Ngoài ra, từ hạt gạo có chế biến được một món ăn nữa, đó là món bún đấy. Sau đó, phụ huynh hãy đưa ra củ khoai lang và hỏi các con có biết đây là củ gì không? Củ này thì được sinh ra từ cây gì? Sau đó, các bậc phụ huynh hãy cho các con quan sát cây khoai lang nhé. Cây khoai lang thì có thân cây, hay còn gọi là dây khoai lang đấy. Dây khoai lang mọc dài và phát triển bò trên mặt đất. Còn đây là lá khoai lang. Còn đây là hoa khoai lang. Phần này là củ khoai lang. Cây khoai lang cũng có rễ cây. Rễ cây hút chất dinh dưỡng, và những chiếc rễ cái sẽ phát triển thành củ khoai lang đấy. Cây khoai lang cũng được trồng để lấy củ làm lương thực cho con người và động vật. Phụ huynh có thể cho các con kể các món ăn từ cây khoai lang. Nếu các con kể được, các bậc phụ huynh hãy nhớ khen ngợi các con. Còn nếu các con không kể được, các bậc phụ huynh có thể kể cho các con nghe một số món ăn từ cây khoai lang. Ví dụ như ngọn dây khoai lang có thể chế biến thành món rau khoai lang xào. Củ khoai lang có thể chế biến thành món khoai lang nướng, khoai lang luộc, hoặc làm thành món chèo khoai lang. Và một món ăn cũng khá là hấp dẫn, đó là món khoai lang sấy. Theo, các bậc phụ huynh lại cho các con quan sát và đàm thoại về cây ngô nhé. Nếu các con trả lời được, các bậc phụ huynh nhớ khen ngợi các con nhé. Còn nếu các con không trả lời được, thì phụ huynh có thể gợi ý cho các con. Cây ngô thì có thân cây ngô. Thân cây ngô cao và thẳng. Trên thân cây ngô có lá ngô đấy. Lá ngô to và dài. Phía trên ngọn cây ngô thì có cờ ngô đấy. Ngoài ra, trên thân cây ngô còn có ra các bắp ngô đấy. Trên các bắp ngô có
có dâu ngô. Các con hãy cùng chú ý phía dưới gốc cây ngô cũng sẽ có rễ cây để hút chất dinh dưỡng nuôi cây lớn. Cây ngô được trồng để lấy hạt, cung cấp lương thực cho con người và động vật đấy. Tiếp theo, sau khi các con đã quan sát rồi, các bậc phụ huynh hãy cho các con kể các món ăn được làm từ ngô. Nếu các con chưa trả lời được, các bậc phụ huynh có thể gợi ý cho các con một số món ăn làm từ ngô như hạt ngô có thể chế biến thành món chè ngô, xôi ngô. Bắp ngô thì có thể chế biến thành món ngô luộc, ngô nướng. Rất là thơm ngon đúng không nào? Các bậc phụ huynh thân mến, sau khi các bậc phụ huynh đã hướng dẫn các con trò chuyện về một số cây lương thực, các bậc phụ huynh hãy hỏi các con, ngoài các cây lương thực mà bố mẹ vừa cho các con quan sát, các con còn biết cây lương thực gì nữa không nhỉ? Nếu các con trả lời được thì các bậc phụ huynh hãy động viên các con nhé. Còn nếu như các con không trả lời được, các bậc phụ huynh có thể cho các con xem một số cây lương thực khác. Cây sắn này, có một loại cây lương thực nữa đó là cây lúa mì, để dùng làm bột mì, làm các loại bánh đấy. Để củng cố kiến thức cho các con về các loại cây lương thực, các bậc phụ huynh hãy cho các con chơi một trò chơi, đó là trò chơi bé thông minh. Cách chơi của trò chơi như sau. Trước tiên, phụ huynh hãy chuẩn bị một chiếc bàn, sau đó bày lên một số sản phẩm của cây lương thực như gạo, thóc, khoai lang, khoai tây và một số loại rau củ quả không thuộc nhóm cây lương thực để cho các con phân biệt. Tiếp theo, phụ huynh hãy cho các con kể tên tất cả các loại đồ dùng mà các phụ huynh đã chuẩn bị, sau đó cho các con kể tên các sản phẩm của cây lương thực. Cách chơi như sau. Phụ huynh sẽ cho các con đứng cạnh một chiếc ghế có để một cái rổ. Sau đó, phụ huynh sẽ hô hiệu lệnh 1, 2, 3, bắt đầu. Các con sẽ phải chạy lên và chọn đúng những loại sản phẩm của cây lương thực để vào rổ. Sau mỗi lần các con chơi, các bậc phụ huynh hãy kiểm tra kết quả của con mang về nhé. Số lần chơi sẽ phụ thuộc vào hứng thú của các con nhé. Khi trò chuyện cùng các bậc phụ huynh đừng quên hỏi lại các con có biết cây lương thực và sản phẩm của cây lương thực là nhờ có ai làm ra không? Đó là sản phẩm của các bác nông dân đấy. Các bậc phụ huynh đừng quên giáo dục các con để làm ra các sản phẩm của cây lương thực như lúa ngô, khoai sắn, gạo, cơm thơm dẻo mà các con ăn hàng ngày, thì các cô bác nông dân cũng như bố mẹ hàng ngày phải rất vất vả. Vì vậy, khi sử dụng các sản phẩm từ cây lương thực thì các con phải ăn hết suất của mình nhé, để không phụ lòng các cô bác nông dân và bố mẹ nhé. Video đồng hành cùng các bậc phụ huynh hướng dẫn các con tìm hiểu trò chuyện về một số cây lương thực của tôi đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bậc phụ huynh và các con.